Ân nhân ơi, ân nhân. Anh tên gì vậy? Anh đang ở đâu? Anh có biết á, một ngày mà chưa tìm được anh để nói lời xin lỗi và cảm ơn là em khó chịu một ngày, anh biết không? Anh Tú ơi, anh Tú. Ba hả? Ba vô đi ba. Ba có quà tặng cho con đây. Xong rồi hả ba? Ba và sĩ đang vất vả cả tuần lễ mới xong cho con đó. Dạ, cảm ơn ba nhiều lắm. Ủa, ân nhân của con đây sao ba? Thật ra thì chỉ giống mang máng thôi. Phần ba thì không nhớ rõ lắm. Phần vẽ qua lời tả thì làm sao mà chính xác được 100% hả con? Không sao đâu, chỉ cần nhìn thấy anh ta là con nhất định sẽ nhận ra ngay. Con làm cái gì vậy? Con chụp hình anh ấy để đăng tải lên mạng, nhờ bạn bè tìm giúp. Còn đúng là tìm ân nhân như tìm tội phạm vậy. Bộ tụi nó muốn lấy mạng anh hả? Đánh toàn là chủ quyền không à? Đúng rồi đại ca, nhưng mà phải công nhận nha. Ý, thịt đại ca chắc thiệt luôn á. Tụi nó đánh vậy mà đại ca không suy nghĩ gì hết trơn á. Gặp em á coi như là tan xương nát thịt luôn rồi đó. Này nha, đại nga miêu mạc nhân hồn như nhân hổn, mãi nhị đại nga tìm cho mình một mến nổ an nòn, đừng có nếp nụt thiền nga mến nổ nữa. Mình thôi mở đi, đại nga ở lại đây làm đại nga của nuôi em đi. Nghe đại nga. Nghe đại ca nhá. Tụi bay thật sự muốn ta làm đại ca của tụi bay? Dạ, dạ thiệt, muốn thiệt đó đại ca. Em á, nếu mà em không muốn đại ca làm đại ca á hả, trời đánh em đi. Đúng rồi đó đại ca. Đúng rồi đại nga. Em có nói tụi bay nghe không? Nghe. Nói gì cũng nghe. Nghe. Dạ đúng nghe. Rồi nói thiệt đại ca nha, bây giờ chỉ cần bảo kê tụi em thôi, đại ca nói gì tụi em cũng làm hết. Được rồi, ví dụ như tao kêu tụi bay không lấy tiền bảo kê, đã móc giác nữa, tụi bay làm được không? Cái này thì... Thấy chưa? Lúc nào mở miệng cũng hay. Nhưng mà đại ca phải hiểu như vậy nè, bây giờ tụi em sống bằng cái nghề đó, mà bây giờ tụi nó không nạp tiền bảo kê cho tụi em làm sao tụi em sống được? Chính xác luôn. Với lại, mình phải lấy tiền của đám móc giác đó để tối đi nhậu, đúng đại ca? Bộ tụi bay không có tay có chân hả? Thích ăn chặn mồ hôi nước mắt của người ta, tụi bay không biết nhục à? Vậy mà mở miệng tối ngày là anh hùng nghĩa khí. Nhà không, đại nga hiểu lầm tụi em rồi. Bây giờ nè, mà tụi em không lấy tiền bảo nghề ha, tụi em đâu còn là giang hồ nữa. Tụi em trở thành người móc nhát bình thường giống tụi nó rồi. Nó nói đúng đó đại ca. Giang hồ phải có những hành động đáng mặt giang hồ, chứ không phải tối ngày đi ức hiếp người già con nít, vậy chỉ đáng khinh thôi. Đáng mặt giang hồ. Hiểu ý ngầm đại ca rồi. Ý là đại ca kêu tụi em bây giờ buông hàng trắng, mở sòng bài, phải không? Thôi mà đại ca ơi, bây giờ lỡ dính vô ba cái vụ đó hả? Một là tử hình, hai là chung thân, chắc luôn á. Thiệt tụi em không có bản lĩnh đâu. Hay quá, cái này không dám, cái kia không dám. Vậy tụi bay còn kêu tôi làm đại ca làm cái quái gì hả? Thôi đại nga mất nóng. Ý đại tụi em như hiểu ý của đại nga nhau thôi. Bây giờ đại nga muốn cái gì, đại nga cứ nói thẳng tiếng đi. Đúng rồi. Để tụi em biết đường tụi em đến. Được rồi, bây giờ tao muốn tụi bay làm giang hồ phải có nghị khí. Đúng rồi, tụi phải em có lý tưởng nữa. Được không? Chứ không phải cái đám ô hợp tối ngày gặp nhau chỉ biết quýnh lộn không à? Cười gì? Thú thật đại ca nha, giang hồ mà nghĩa khí thì em nghe rồi, nhưng mà cái vụ giang hồ mà có lý tưởng thì em mới nghe lần đầu. Vậy thôi tao về. Đại ca xin lỗi, đại ca em lỡ lời. Quay, đừng có nói nữa. Dạ, em thích câu nói lý tưởng của đại ca. Đại ca nói tiếp đại ca. Em cũng thấy hay hay đó đại ca. Dạ, em thì thích cái hai thằng nó thích luôn. Nhưng mà đại ca biết sao không? Lỡ tụi nó quay qua, nó đòi sang bằng cái địa bàn bóc giác của tụi mình thì sao? Đúng rồi đại ca. Ý của đại ca làm sao? Ngày mai đưa tao đi gặp tụi nó. Đại nga đúng là một anh hùng có nghĩa khí, một anh hùng có lý tưởng. Đại nga là số 1. Số nga là số 1. Đại ca số 1. Đại nga tao nói thiệt, tao không thích tụi bay chút nào hết, nhưng tao vẫn cho tụi bay ăn uống đầy đủ. Tụi bay có biết tại sao không?
vì ông chủ Thanh thích điều này. Đại ca, đại ca. Có chuyện gì? Dạ, cái thằng Cảnh nó đã gặp đại ca nói chuyện á. Gặp tao nói chuyện hả? Một cái thằng vô danh tiểu tốt như nó mà muốn gặp tao à? Nó nghĩ nó là ai vậy? Em cũng có nói với tụi nó là đại ca không có muốn gặp những đứa vô danh tiểu tốt như tụi nó. Nhưng thằng Tài á, nó cứ khăng khăng là thằng Cảnh nó muốn gặp đại ca để bàn về chuyện địa bàn gì đó đại ca. Đúng là điếc không sợ súng mà. Chắc là nó không biết người nó cần gặp là ai à? Cũng không hẳn là vậy đâu đại ca. Thằng Tài từng là đàn em của đại ca, chắc chắn nó có cho thằng này biết. Vậy đại ca có muốn cho nó gặp không? Mày nghĩ tao ai muốn gặp cũng được sao? Nhưng mà cái thằng này đặc biệt hơn mấy thằng khác đại ca. Em nghĩ là nó đáng để cho đại ca gặp nó. Ít nhất là cho nó một bài học. Chứ nói thiệt với đại ca, từ hôm nó đánh em tới giờ em cũng còn ấm ức lắm đại ca. Nó là thằng đánh ngã năm đứa tụi bay à? Dạ đúng đại ca. Cũng là đứa đã đứng yên để cho mấy đứa tụi bay đánh, xin tội cho thằng Tài à? Dạ phải đại ca. Được, cũng có một chút xíu thực lực. Tao sẽ xé rào. Tối nay kêu nó tới đi. Vậy đêm nay em sẽ dâng cho nó một trận nghe đại ca. Này nha, này nha, định đi qua gặp thằng Hùng Què này cả này nha. Đã hẹn rồi, thiệt giả cái gì? Hùng Què tính nó khác thường, mỗi lần nóng lên kinh khủng lắm, không kịp soát được. Với lại Hùng Què có biệt danh là giết người không gớm tay, không phải là hạng người dễ đối phó đâu. Đừng có nói nhiều nữa, xem kết quả sau cùng đi. Quy luật sống còn của giang hồ tao là người hiểu rõ nhất, không cần tụi bay phải chỉ dạy. Nếu mà đại ca nói vậy thì tụi em tin. Vậy tụi em chúc đại ca đi đường ngủ ngon. Nghe nhầy. Quên. Nghe đại ca nói hay quá. Chúc đại ca đi đường thượng lộ bình an. Nếu như tao toàn mạng trở về, tụi bay có chịu nghe lời tao không? Đương nhiên mày nghe. Chị yên tâm ở nhà đi, tao sẽ về làm đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đâu nhờ ngủ hộ nơi này nha. Chỉ lo lành ít giữ nhiều. Thôi tụi bay, chuẩn bị gom đồ á, đi nơi khác sống đi. Ở đây hết đất sống rồi đó. Tao chỉ có giác một cái xác tới. Tụi bay có cần phô trương lực lượng như vậy không? Nó đó đại ca. Thì ra là nó. Bao nhiêu năm rồi vẫn khí phách đó, không thay đổi chút nào. Tao muốn dùng lục giang hồ để nói chuyện với tụi mày. Sắp chết tới nơi rồi mà còn cao giọng hả mày? Mày tưởng mày là ai mà mày dám ra điều kiện với đại ca của tụi tao? Tụi bay, đập chết mẹ nó cho tao. Dừng lại. Dạ. Người quen cũ, có nhận ra tao không?
Mày là Hùng Huệ. Kể ra thì trí nhớ của mày cũng còn xài được. Quan gia, nợ báo. Tao cứ tưởng mày chết ruột xương từ đêm hôm đó rồi chứ. Cũng may là ông trời có mắt, để cho mày còn sống, để tao còn có cơ hội đòi lại món nợ năm xưa. Em dừng lại. Chuyện ngân quán với tao với nó, không cần tụi bay xí vô. Đi ra. Cẩn thận đại ca. Khá lắm, vẫn phong độ như xưa. Còn mày vẫn độc ác và xảo quyệt, chẳng chút thay đổi gì hết. Nhưng bây giờ tao đã là một ông trùm, một đại ca tên tuổi lừng lẫy trốn giang hồ. Còn mày, mày chỉ là một thằng cỏn con thôi. Lúc nãy tao nghe mày nói mày muốn dùng luật giang hồ nói chuyện với tao. Bây giờ mày đã đấu quyền với tao, theo luật mày được quyền mở miệng. Muốn nói cái gì? Nói đi. Tao muốn mày tha cho thằng Tài Phi Giao và đám công nhân bốc vác ở chợ đầu mối, không được hạnh quẹ, kiếm chuyện khó dễ với tụi nó nữa. Mày vẫn như xưa thích lo chuyện bao đồng. Tao biết mày đang dòm ngó và muốn chiếm địa bàn của nó chứ gì. Tao không có quản, và tao cũng không quan tâm mày làm cái gì, bảo kê cho dây hay là buôn bán hàng trắng. Mày làm gì thờ mắt mày? Tao chỉ xin mày một điều thôi, tha cho đám công nhân bốc vác để họ sinh sống. Còn bằng không hả, tao sẽ không để yên cho tụi mày hoạt động đâu. Ê, mày dám hả? Thì tụi mày cứ chờ xem coi tao có dám không. Đại ca, Hùng Què, ân quán giang hồ của tao với mày hơn 10 năm rồi. Tao nghĩ mày nên quên đi. Đúng là tao có nợ mày, nhưng mà không hẳn là mày không nợ tao đâu. Đại ca, thằng này nó ngạo mạn quá cỡ rồi. Bây giờ mình dâng cho nó một trận nghe đại ca. Chưa tới lúc đâu. Món nợ nó thiếu tao, tao sẽ không dễ quên và bỏ qua đâu.